tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi của huyện Bình Lục rất là vui mừng được đón tiếp đoàn của thầy Dạy Đức Thích Minh Tân, đại diện cho cao ủy của Liên Hiệp Quốc CDA. Thế và vinh dự được đón tiếp ngài Leo và giám đốc khu vực của châu Á cùng với lại lãnh đạo hội chữ thập đỏ tỉnh và các anh các chị trong đoàn đã về thăm và tặng quà cho các con tại trung tâm nhân ngày vui Tết thiếu nhi. Trước hết thì thay mặt cho các thầy trò trung tâm xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm và sự hiện diện của thầy và của ngài, của các bác, các cô, các chú trong đoàn đã về thăm và tặng quà cho các con tại trung tâm nhân ngày vui Tết thiếu nhi. Xin kính chúc sức khỏe thầy, kính chúc sức khỏe ngài, chúc sức khỏe công tác các cô các chú các anh các chị trong đoàn dồi dào sức khỏe và thành đạt trong mọi lĩnh vực, luôn luôn quan tâm đến các cháu. Vâng, xin chân trọng cảm ơn. It is my great honor to welcome all of you here to visit the Orphanage Center and to play with this and then to give gift to the children here. We are very happy to see you and thank you very much for caring us. Thank you very much. On behalf of Haito Philippines, good morning. And it is already our sixth trip here in Vietnam, and this is our first time here in Hanam. And usually when we visit here, we always try to see the condition of the children at the orphanage, because it is also in our purpose and mission to take to share love and care for the children. And yes. Thay mặt cho phía tổ chức Philippines thì tôi xin cảm ơn người phát biểu. Nhiệm vụ của chúng tôi là yêu thương và chăm sóc các em bé, một trong nhiệm vụ của họ là yêu thương và chăm sóc các bé là trẻ mồ côi. Cho nên là đây là lần thứ 6 mà họ đã đến Việt Nam, lần thứ 6 rồi, và đây là lần đầu tiên họ đến Hà Lan. Yes. Okay, and also we do understand that it is not easy to take care of children, you know, especially they came from different families and they have different conditions. That's why we would like also to appreciate your hard work and effort. So maybe we can give a round of applause for my team. Let's give a round of applause for the volunteers. And so in our visit also, we in our own little way, we also would like to share some gifts for the children. So yeah. Okay, so thank you very much, and it's nice to meet you. Thank you.
Báo cáo với lại ngài, báo cáo Hòa thượng
được vào sự quan tâm giúp đỡ của ngài và sự quan tâm giúp đỡ của hòa thượng cũng như là tổ chức Liên Hợp Quốc Australia. Và hôm nay thì trung tâm cũng mạnh dạn xin phép một đề xuất là để mà nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý tốt cho các cháu tại trung tâm, thì kính mong ngài và kính mong hòa thượng và các bác trong đoàn lưu tâm, quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí nếu có thể để cho trung tâm xây dựng trường học cho các cháu trong tương lai, để phục vụ cho cháu cái nhu cầu học tập tốt. Thế và cũng rất mong là có được một cái nguồn kinh phí để xây dựng được một bệnh viện đấy, có đội ngũ y bác sĩ chăm sóc cho các cháu mỗi khi ốm đau. Và đặc biệt là đối với nhu cầu học của các cháu thì ngoài cái kinh phí hỗ trợ ra thì trung tâm cũng rất là khó khăn trong cái nguồn kinh phí. Chị từ từ đấy, em nó dịch chứ chị nói dài không nhớ được đấy. Và cái chức năng là từ khúc một rồi để em nó dịch cho dài quá dịch luôn. Tiền của trung tâm phải đóng hay là nhà nước và xã hội sẽ ưu đãi những vấn đề đó. So you will have to pay the school fee for the children or the opening of the center or the center to pay. You want to ask some questions? Bây giờ xin chào. Vâng ạ. Trước hết thì xin trả lời câu hỏi của anh. Trung tâm hiện nay là tổng số là có 35 cháu và thực tế đang nuôi dưỡng là 25 cháu học từ cấp học tiểu học đến trung học phổ thông. So we have 35 children living here, 25 are living here, and the other one are learning at the college or university. Về hoàn cảnh gia đình thì hầu hết các cháu đều là mồ côi, và có những cháu thì mồ côi hoàn toàn, có những cháu thì mồ côi cha và mẹ nhưng hết sức khó khăn. All of them are orphanage, but some of them still have mother, some have father, but some are very old. Về các khoản đóng góp của các cháu thì báo cáo là hiện nay đối với học phí thì các cháu được miễn, xong rồi các khoản đóng góp về học thì rất là thì trung tâm phải lo và đóng cho các cháu. For the school fee, they do not have to pay, but for the other fees, they still have to pay, and the orphanage center have to pay for the children. Về bảo hiểm y tế thì hiện nay trung tâm là trang bị đầy đủ 100% các cháu đều có bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh.
of the how we serve the orphanage center also by all for all the children. The how we serve. Và hướng của trung tâm thì trung tâm là nuôi dưỡng các cháu tròn 18 tuổi. Khi các cháu đủ 18 tuổi thì các cháu được bàn giao về gia đình. This office center bring up the children until they are 18 years old, and when they are 18, they will come back to their family. Nhưng xong rồi thì khi các cháu được vào trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp nghề, thì đây là ngôi nhà chung, do vậy trung tâm vẫn chu cấp cho các cháu trong việc học tập. Yeah, but if they are learning in the college or the university or some vocational school, the center still support them so that they can learn. Con học sao mà con học hạng bét? Làm sao con học hạng bét? Có giấy khen nè. Chiêm tú nè. Cái giấy khen là con đứng hàng đầu nhất trong trường. Đứng hạng bét hàng năm. Hàng hai. Second in the class of class team. Ở trong cuộc sống á, phải tự mình vươn lên, tại vì không ai giúp cho mình hết. Nếu các con đứng từ 1 tới 2 tới 3 đó, thì may ra những người khác họ thấy là cái sự đóng góp, sự giúp đỡ của họ đáng giá và có hiệu quả thì họ mới giúp. Và nếu con học mà cứ đứng hàng bếp á, thì cũng không ai giúp nổi. Tại vì hàng bếp ở trong trường thì sẽ hàng bếp ở ngoài đời, rồi sẽ tiếp tục là đau khổ, tiếp tục đi làm nô lệ, tiếp tục đi làm công và sẽ không bao giờ có cuộc sống khá hơn. Cho nên trong lúc học, nếu các con đó đứng được từ 1 đến 5 đó, là rất là may mắn. Các con hãy được đi viện đó, họ về đây có một cái mục đích trước hết là muốn thành lập một bệnh viện cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho người nghèo, các trẻ em vô nhi. Nhưng muốn được thành công cái việc đấy thì cũng phải biết ở trong này có bao nhiêu em, bao nhiêu người tàn tật, bao nhiêu người nghèo. Rồi á, là ở đây á, những người nghèo họ có chịu đi cái bệnh viện đó hay không? Tại vì nếu mà xây ra rồi không có ai tới thì cũng không được. Mà nếu muốn xây á, mà chính quyền địa phương không cho thì cũng không được. Bệnh nhân thì có, cho nên bệnh nhân á, có cái công việc là phải làm sao á, nói với chính phủ và chính quyền địa phương á. Các bác ơi, con cần cái bệnh viện. Thì lúc bây giờ bệnh viện mới xây được. Nhá. Đó vậy là quý vị hiểu rồi. Rồi. À, duyên thì ngày hôm nay sẽ thôi. Thì sau này thì Bình Liên. Tối nay thì có cái buổi giảng ở chùa Thân Tổ. Chùa Thân Tổ. Lý. Lý. Thầy sẽ giảng. Nếu lúc nào tới nghe thì nghe. Con thích thế rồi phải đi nghe, mà nếu thầy hỏi mà con trả lời được con có phần thưởng đó à. Rồi ngày mai nó bắt xe lăn cho các trẻ em tàn tật của Hà Nam. Nếu còn đủ điều kiện thành viên nữa thì tiếp tục lại làm.